Thưa quý vị, con ngõ nhỏ hẹp dài chưa đầy 100 mét tại ngách 5/1 phố Từ Hoa thuộc quận Tây Hồ Hà Nội có khoảng 20 chiếc cổng vòm nằm kề nhau và đã tạo nên một cái lối kiến trúc rất là độc đáo, gây ấn tượng rất mạnh cho những người lần đầu ghé thăm nơi đây. Vâng, gần đây thì con ngõ này đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi nhiều du khách du lịch lựa chọn con ngõ nhỏ này để làm điểm check-in chụp ảnh. Hãy cùng theo chân phóng viên Cuộc Sống 24 giờ để xem con ngõ này có gì đặc biệt mà nhiều người yêu thích đến vậy. Chị Thư ở thành phố Hồ Chí Minh đã cùng gia đình đi du lịch tại Hà Nội. Chị tình cờ được biết con ngõ nhỏ này thông qua mạng xã hội nên đã cùng gia đình đi đến đây để chụp ảnh lưu niệm. Ngách 5, ngõ 1 nằm gần chùa Kim Liên, quận Tây Hồ, có chiều rộng khoảng 2 m, dài gần 100 m, nhưng lại là con ngõ mang vẻ độc đáo hiếm có ở Hà Nội khi hầu hết hộ dân ở đây đều xây cổng mái vòm. Đây rồi mình đi qua thấy cái khu phố này rất là dễ thương nên mình vào chụp hình thôi. Rất là độc đáo, rất là đẹp và gợi nhớ lại cái hình ảnh Việt Nam ngày xưa. Những chiếc cổng được sơn màu tùy thích của gia chủ, có đỏ, nâu và cả xanh, nhưng màu nâu sẽ chiếm phần lớn. Tại đây, người dân còn bài trí trên những lá cờ tổ quốc khiến cho con ngõ nhỏ trở nên rực rỡ sắc màu. Các tường gạch đa phần để trần, không chát vữa, điểm xếp bằng dây leo, tất cả tạo nên lối kiến trúc mộc mạc cho con ngõ nhỏ. Trong ngõ có 24 hộ, nhưng có đến hơn 20 hộ xây cổng theo lối kiến trúc này. Được biết, người dân trong ngõ bảo nhau để cùng xây cổng vòm từ nhiều năm trước. Dân ở trong khu cái ngõ này ấy, chắc là người ta đã có một cái sự đồng thuận để làm một cái con cái ngõ nhỏ, ngách nhỏ này rất là đẹp. Và cũng có rất là nhiều bạn trẻ đến đây chụp ảnh thì thấy cũng vui. Kể cả các bạn mà chụp đám cưới ấy, cũng vào cái ngõ này. Còn các bạn trẻ thì chụp rất là nhiều. Thì bà con đã được tạo điều kiện để xây như ngày nay. Đầu tiên ý tưởng ấy, thì bà con thử dùng cái gạch bát tràng gọi là giả cổ. Thế một nhà thấy làm được, đẹp, thì những hộ khác cũng bảo nhau làm theo cái hình mẫu đó. Và bây giờ nó ra, các hộ ở đây đã được cái là rất đồng tâm. Mọi người đều đoàn kết, nhất trí, biết bảo nhau. Quan trọng nhất là biết bảo nhau cho nên là đường nó không có nhô ra thụt bà. Người dân sống tại khu vực này luôn tự hào về con ngõ nhỏ ấy. Được biết, mỗi cổng này xây dựng trong khoảng 2 đến 3 tháng, kinh phí xây dựng khoảng 20 đến 30 triệu đồng mỗi một cổng. Kiểu cổng vòm là người dân trong xóm bảo nhau làm, chứ không theo bất kỳ thiết kế nào của địa phương. Từ khi xây dựng kiểu cổng vòm, cũng có nhiều người biết đến và lui tới hơn, khiến cho con ngõ nhỏ này lúc nào cũng rộn ràng. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa cho biết, trong 24 giờ qua, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông, vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu, sẽ có những cơn mưa giải nhiệt. Chính điều này khiến nhiệt độ của khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm nhẹ. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong ngày hôm qua, nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh gia tăng về diện và cường độ, không mưa. Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại sân bay Tân Sơn Nhất là 37 độ C, tại Nhà Bè là 36 độ C. Dự báo trong 7 ngày tới, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng ngày 29 đến ngày 30 tháng 3 thì có mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc. Nắng nóng tạm thời giảm thêm trong ngày 29 tháng 3, chỉ xảy ra cục bộ. Từ ngày 30 tháng 3 thì nhiệt độ có xu hướng gia tăng, nắng nóng gia tăng trở lại trên khu vực. Thưa quý vị, để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép sớm đưa luật đất đai 2024 vào cuộc sống, cụ thể là có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa năm so với kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản hòa tốc thúc tiến độ triển khai các nghị định với các bộ, ngành, địa phương. Để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép luật đất đai có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 và sớm đưa luật vào cuộc sống, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, trình Chính phủ các nghị định quy định, chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Thủ tướng cũng yêu cầu
các cơ quan sớm xây dựng, ban hành thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Như vậy, nếu kịp thời ban hành các nghị định và thông tư liên quan để trình và được Quốc hội chấp thuận cho phép luật đất đai có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, dự luật quan trọng này sẽ có hiệu lực thi hành sớm nửa năm so với thời điểm đã được Quốc hội thông qua. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn ga Hà Nội khai thác đoạn trên cao từ tháng 7 tới, thành phố Hà Nội đang giao cho Sở Giao thông Vận tải và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khảo sát bố trí 10 điểm gửi xe, gần 8 ga trên đoạn Nhổn và Cầu Giấy. Vâng, việc bố trí các điểm gửi xe để phục vụ cho người dân di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị có thuận tiện hay tồn tại những bất cập gì? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Tại ga Cầu Giấy, cuối đoạn tuyến trên cao, có 3 vị trí được khảo sát, lên danh sách để bố trí điểm đỗ xe phục vụ khách đi tàu, gồm điểm đỗ xe thứ nhất trên phố La Thành, đoạn đối diện với tòa nhà V-Tower. Điểm đỗ xe thứ hai trên đường Cầu Giấy, đoạn tại lòng đường cụt nút giao thông ngã ba Voi Phục. Điểm đỗ xe thứ ba nằm dưới gầm ga Cầu Giấy, trên đường Cầu Giấy, đoạn trước Đại học Giao thông Vận tải. Nhiều người dân đồng tình với việc lựa chọn những địa điểm này làm bãi gửi xe cho người dân đi tuyến Metro Nhổn, ga Hà Nội. Một cái chỗ mà để xe hoặc là phục vụ cho nhân dân người ta đi theo cái ga tàu này thì theo cái sự suy nghĩ chủ quan cá nhân tôi thì là rất lên. Đấy. Thành phố mà thấy chỗ này mà quy hoạch được thì thành phố cứ làm thôi. Cái đó là tôi cũng ủng hộ cái quy định của thành phố. Thì nếu không để đây thì khách người ta không lên tàu được. Đó. Tại ga Chùa Hà có 2 vị trí được khảo sát để bố trí điểm gửi xe là trên phố Nguyễn Phong Sắc, đoạn giao với đường Cầu Giấy, và phố Khúc Thừa Dụ, đoạn giao với đường Cầu Giấy. Vị trí vỉa hè và lòng đường phố Khúc Thừa Dụ, đoạn giao với đường Cầu Giấy được khảo sát để dự kiến bố trí điểm trông xe phục vụ ga Chùa Hà. Nhiều người dân cảm thấy băn khoăn vì đây là khu vực thường xuyên tắc đường. Nếu có thêm bãi gửi xe thì diện tích càng thu hẹp, khiến cho việc di chuyển của người dân gần khu vực này rất khó khăn. Tức là cái tuyến đường này và nói chung và cái khu vực này nói riêng liên tục xảy ra tắc đường trầm trọng. Bản thân chúng tôi là những người quản lý an ninh bảo vệ ở tòa nhà này thì mỗi một khi, nhất là vào giờ cao điểm, là chúng tôi phải, bản thân chúng tôi phải cho bảo vệ ra chặn tại các cổng. Nếu không thì các phương tiện ở bên ngoài sẽ tràn hết vào tòa nhà, gây tắc đường cục bộ luôn. Tôi thì tôi chạy xe ôm thì theo tôi nghĩ là nếu mà gửi xe dưới này thì sẽ hơi bị tắc đường khi mà mọi người dân ra vào gửi xe, chỗ gửi xe thì sẽ hơi khó khăn. Mà tuyến đường này thì nó đang giờ cao điểm với lại rất là tắc, rất chia khó chia di chuyển. Tuyến đường sắt trên cao đoạn từ Nhổn về Cầu Giấy dài 8,5 km, có 8 nhà ga để hành khách tiếp cận kết nối với tàu. Hiện có 10 vị trí được Sở Giao thông Vận tải và Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khảo sát, lên danh sách khảo sát bố trí điểm gửi xe phục vụ hành khách đi lại với mục tiêu vừa thuận tiện cho hành khách, vừa thuận tiện cho người dân sinh sống gần khu vực gửi xe.